Nó bớt đi rất nhiều. Nhiều bạn hỏi tại sao YouTube hội luận của KBC hải ngoại vừa lên mà không thấy ba que vào, là bởi vì nó chặn hết rồi. Còn những thằng mới bây giờ nó kiếm không ra, thằng già thì chết. Trong tháng vừa rồi là rất nhiều đại tá ra đi, rất nhiều đại tá ra đi, mà không phải đại tá nữa, trung tá cũng ra đi rồi, thiếu tá cũng ra đi, ra đi trong một nỗi căm hờn, mà cái là mắt thì không nhắm nổi nữa. Tại vì họ thiển cận, họ không nghĩ tới 1.200.000 quân ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại sao thua, phải nhìn thấy cái điều đó biết rồi. Tại vì Mỹ nó chấm dứt, ok, cái mission của chúng tôi ở Việt Nam, tức là cái công tác của người Mỹ tại Việt Nam tới đó xong rồi. Họ đi vào Việt Nam bằng những cái dàn dựng, và khi họ rút ra một Việt Nam cũng vậy, họ rút ra cũng bằng một cái sự dàn dựng. Nếu thật sự là người Mỹ họ muốn rút đi một cách âm thầm và một cách gọi là hòa bình nhé, rất là dễ, dư sức. Bởi vì những người cộng sản miền Bắc luôn luôn lúc nào cũng nhân đạo, rất nhân đạo. Nhưng mà họ muốn rằng cái chuyện, cái mà cả hai cái bom CBU đó thả xuống tại Xuân Lộc, thưa quý khán giả, thứ nhất, tại vì quân đội Bắc Việt tiến quá nhanh, không phải là tiến quá nhanh là vì quân đội Bắc Việt nghĩa là hồ hởi phấn khởi để vào tiếp thu, mà tại vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa không chịu đánh, co cụm lại quá nhanh đi. Chỉ trong tháng 3 và tháng 4 rồi, Điện Biên Phủ 56, năm sáu ngày, trong khi á, miền Nam, cả một miền Nam á, chỉ có 55 ngày. Thành ra đó, cái vấn đề đó, khi mà người Mỹ nó thả hai cái bom CBU xuống, không phải họ chỉ giết quân Bắc Việt không, giết cả tất cả những quân lực Việt Nam còn lại ở trong Xuân Lộc, gồm có nhảy dù, biệt động quân, sư đoàn 18 và những quân nhân gom góp lại của các sư đoàn từ miền Trung đi vào. Họ đánh cái chai bom đó không phải chỉ quân Bắc Việt chết, mà quân Việt Nam Cộng Hòa cũng chết. Cái trái bom nó đánh xong rồi cái thì là các ông Ngô Quang, các ông tướng ở dưới, cái Nguyễn Khoa Nam mới này kia đó, thấy rõ hết hy vọng rồi, cái lực lượng mình chết hết rồi, hai trái bom nó giết biết bao nhiêu quân. Thành ra họ cố tình tạo ra một cái sự xáo trộn lúc đó, cuối cùng là để cho biết rằng á, người Mỹ không phải là dàn xếp với lại Bắc Việt để mà đi ra thơ tới hân hoan, nên là có tổ chức cái này kia đâu. Họ ra đi vội vàng, một cách vội vàng để đóng kịch cho thế giới biết rằng ôi, Việt Cộng nó oanh kinh quá, nó oanh nhanh quá, mà chúng tôi không kịp trở tay thôi, chúng tôi chạy. Đấy, cái vở kịch nó được diễn ra như vậy, chứ không phải là người Mỹ họ dư sức. Thiếu gì bom đạn này chặn cái quân mà lúc mà từ ở Phan Rang bắt đầu đi về. Từ Nha Trang về đó, muốn thả bom đứt quốc lộ 1 đi. Biết bao nhiêu cái cầu. Họ đâu có làm. Họ để cho quân Bắc Việt đi, mà mấy ông cộng đồng này không có nghĩ. Thế thì ngây thơ như ông đại tá Phạm Bá Hòa này, tham mưu trưởng của Bộ Tổng Tham mưu, cứ viết thơ thơ gửi người chiến sĩ quân đội nhân dân. Bây giờ lá thư 72 này, ông nói là ông không có liên lạc với lại cái Việt Nam, không có cái giao lưu với Việt Nam, ông cứ viết thơ cho người ta làm gì? Những người chiến sĩ đó để làm cái gì? Những người bộ đội họ chỉ là những cái cấp thừa hành đó.
muốn nói cho muốn cho nói chuyện thì gửi cho nhà nước Việt Nam, cho lãnh đạo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Để ông 80 mấy tuổi ngồi cái như thằng khùng nữa. Hồi đông tới đây này, ông tới 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 Nam Cali đây, ông tổ chức cái đại hội Tổng hội Thủ Đức tại quận Cam. Một tuần lễ, Dung đang lê anh Dũng, ông Nguyễn Hoàng Nam này, ông Trần Hoàng Nam này này, Trần Hoàng Nam ở trong Facebook của tôi này. Tây Sơn Bình Định nhá. Ông Nam biết Lê Anh Dũng. Lê Anh Dũng ở dưới San Diego. Dùng Lê Anh Dũng để mà quảng bá. Tôi đánh cho 2 tháng liên tiếp. Quý vị biết có bao nhiêu người tham dự không? Tôi đánh 2 tháng liên tiếp hải chiều từ Vancouver, lái xe đi từ Vancouver về, ghé qua San Jose để bán sách, mang 3 cuốn sách, trong đó một cuốn sách chửi Nguyễn Phương Hùng, lên án Nguyễn Phương Hùng. Rốt cục ngày hôm đó có 7 người, 7 người họp, và trong đó tổng số người có mặt ra là khoảng 12 người. 5 người kia là nhà báo, không có một người nào dám tới hết. Nguyễn Phương Hùng đứng ngay ở cửa tòa soạn tờ báo Việt Báo. Họ mượn cái phòng sinh hoạt của báo Việt Báo để tổ chức. Tôi đứng ngay tại đó luôn, cầm máy video quay, coi thằng nào tới đó. 5 nhà báo và ban tổ chức 7 người, ngoài ra không có ai hết. Cả một cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cả một cái trường bộ binh Thủ Đức, tổng hội. Rốt cục hải chiều lái xe đi ngược về lại Vancouver, chở xuống dưới này bao nhiêu sách thì lại trở về bấy nhiêu, tại vì có không có khách làm sao mà bán được. Hải chiều là lính địa phương quân ở Ninh Thuận, Phan Rang. Mày hải chiều, ngày xưa mày phản bội quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngay từ lúc đó là làm an ninh tiết lộ. Mày có bảo vệ được cái tiết lộ không? Bây giờ bày đặt qua đây chúc cậu. Và cả cái Vancouver ở bên bên Canada đều biết hải chiều. Hải chiều đi đến đâu là đổ vỡ tới đó. Nguyễn Đông Tuất thì cái chuyện đó họ ai cũng biết. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ cái khác nữa hơn nè. Đó là thể là theo Thánh Chúa. Mọi sự Thiên Chúa đã an bài, tất cả người công giáo nào đều cũng biết câu đó. Cái gì cũng đổ cho Chúa hết. Cái gì Chúa cũng định đặt hết. Mình nói là vợ chồng lấy nhau là nhân duyên. Thì những người công giáo nói là nhân là Chúa định. Mẹ xin lỗi mẹ Chúa có cái có hộ khẩu nào đâu mà Chúa, cái tất cả mấy tỷ người trên thế giới mà Chúa cầm hết trong tay thì Chúa định ai định. Vừa phải thôi. À, nhưng mà nếu mà Chúa định thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 là cái ngày hôm đó là Việt Nam Cộng Hòa phải chấm dứt. Ngày hôm đó Chúa đã định rằng đất nước Việt Nam sẽ được thanh bình, thống nhất từ Bắc tới Nam. Ngày hôm đó Chúa đã nói rằng ông Hồ Chí Minh đã có công rất lớn để mà cái là thành lập. Và ta ban cho các ngươi một cái món quà. Đó là sự hòa bình vĩnh cửu cho Việt Nam. Và cái sự hòa bình vĩnh cửu đó ngày hôm nay đã được chứng minh sau
42 năm. Đó là cái thành quả của hội nghị cấp cao APEC 2017. Hội nghị cấp cao APEC 2017 đã đánh dấu một sự trưởng thành vượt bậc. Nhà nước Việt Nam đã đi một cái đôi hiệp bảy dặm trên thế giới, đến nỗi mà Tổng thống Donald Trump là một người luôn luôn kiêu ngạo mà phải nói lên một câu: đất nước Việt Nam tiến triển nhanh nhất trong 10 năm qua. Sinh viên Việt Nam giỏi nhất trên thế giới. Donald Trump mà nói như vậy thì thôi. Và cái đau cho cộng đồng mình đó, là khi mà Donald Trump đó, đi qua đó, tôi còn giữ một cái lá thư đây này, cộng đồng Việt Nam này, Hội đồng Liên kết Quốc gia này của Hoa Kỳ này, Hội Phụ nữ Việt Nam này, gửi cho bà Melania Trump, bà vợ ông Trump đó, đệ nhất phu nhân đó, yêu cầu can thiệp để trả tự do cho Nguyễn Thị Như Ngọc mà năm ấy. Nhưng mà tôi dịch cái lá thư ra đó, tôi sẽ dịch như này: bà làm ơn bà giúp cho chúng tôi dọn cái bãi phân bò ở Việt Nam đi. Hỏi sao vậy? Tại vì nấm chỉ mọc trên phân bò thôi, nấm hoang nhiều lắm. Đi vào trong rừng có thấy là có chỗ bãi cứt nào, cứt trâu, cứt bò là con nấm nó mọc lên. Đấy,